Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 241 Tần Diễm khẽ nhíu mày, Tống Lợi cũng có chút ngỡ ngàng. Khi người đàn ông ấy lên tiếng, giọng điệu của hắn bình thản. Những lý do thoái thác của hắn, người thuộc gia đình phú quý như họ căn bản không thể hiểu được chỉ có tần hoàn trong lòng bỗng dưng cảm nhận sự nhẹ nhàng chạm đến một vết thương nuôi nấng một đứa con gái kỳ lạ như vậy nếu xuất thân như tần diễm có lẽ mãi mãi cũng không hiểu nỗi khổ của một gia đình nghèo phải chịu đựng thế nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ đứa con gái này người đã kéo cả gia đình rơi xuống vực sâu tần hoàn nhìn khuôn mặt mờ mịt của người đàn ông kia trong khoảnh khắc không thể phân biệt được hắn phát điên vì mất con gái hay đang cực kỳ lý trí mà kìm nén để nói ra những lời này. Trong lòng nàng nảy sinh một suy nghĩ khó hiểu, rốt cuộc con gái hắn mắc bệnh gì? Tần Hoàn từng gặp nhiều kẻ hung ác, khi hành hung thì tàn nhẫn vô tình, bị bắt thì hoặc khóc lóc sám hối, hoặc hận đời. Nhưng người đàn ông trước mặt lại là kiểu người rất hiếm gặp. Nàng không chút cảm thông cho kẻ sát hại hai mạng người vô tội nhưng trong lòng lại có vô vàn suy nghĩ một người cha không buông tay khỏi đứa con gái kỳ lạ của mình lại cũng là kẻ giết người không gớm tay hai điều đó thật mâu thuẫn vô cùng chính vì sự mâu thuẫn ấy tần hoàn cẩn thận lắng nghe để tìm chút lời nào có thể tin được từ người đàn ông này tần diễm không hiểu hết nỗi khổ của những người nghèo khó hắn chỉ biết rằng một khi những kẻ thô lỗ và ngang ngược ấy trở nên hung ác họ sẽ làm ra những việc tàn nhẫn nhất Tần tương sống với hắn chưa đến một tháng, nhưng vì nàng mang họ tần, hắn quyết không để nàng xảy ra chuyện. Nếu đến cả một người mang họ tần mà hắn cũng không bảo vệ nổi, thì hắn còn mặt mũi nào mà làm thế tử của hầu phù. Người có bằng chứng gì chứng minh thần y không thể chữa trị được? Tần Diễm hỏi bằng giọng chậm rãi, người đàn ông lắc đầu, không có, lúc ta từ mỏ quãng trở về, cả mẹ và thi thể nàng đều đã lạnh. Nhưng ta hiểu con gái ta, nó đã sống một cách kiên cường suốt mười mấy năm, sẽ không dễ dàng mà chết đi như vậy. Câu trả lời này khiến Tần Diễm vô cùng bất mãn, người đàn ông này rõ ràng chưa từng được học hành tử tế, chẳng biết đạo lý thế gian, chỉ dựa vào một chút phỏng đoán đã đi hành hung. Điều này càng khiến Tần Diễm tin chắc hắn là một tên bạo dân. Người nghĩ rằng thần y mới là kẻ thù của ngươi, vậy tại sao lại giết hai người trẻ tuổi kia? Họ còn trẻ tuổi không lớn hơn con gái ngươi bao nhiêu? bọn họ đứng về phía hắn, đáng chết. Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến mức khiến cả luồng gió lạnh bên ngoài cũng như bị hắn làm nhiễm độc. Tần Diễm nhìn chăm chú vào người đàn ông, ánh mắt chợt lóe lên rồi dõi về phía sau hắn. Đằng sau người đàn ông là khung cửa sổ đang mở, nơi ấy bóng đêm bao trùm tựa như một biển mực đen khổng lồ, khiến bất kỳ tia sát khí nào cũng dễ dàng bị che khuất. Khi Tần Hoàn nghe những lời này từ người đàn ông, chút thương xót vừa chớm trong lòng nàng lập tức tan biến. Lòng hắn ngập tràn thù hận, nhưng thù hận ấy đã đạt tới cực hạn, đến mức không còn thể hiện bằng lời mắng chửi. Hắn chỉ giấu nỗi hận sâu kín trong lòng, rồi phát tiết khi lưỡi đao đâm vào máu thịt. Dù kẻ đối diện hắn là người vô tội, hắn vẫn không mảy may thương xót. Hắn sẽ đến khi nào đây? Nhận ra cuộc trò chuyện với Tần Diễm đã khiến hắn mất tập trung, người đàn ông bỗng trở nên cảnh giác. Hắn lập tức thu đao lại, ngay sau đó, Tần Tương khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Thiếu chủ đến rồi. Trước khi Tần Diễm kịp nói thêm gì, tiếng của Đồng Thúc đột ngột vang lên. Âm thanh hơi già cỗi này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông. Đồng thời, hắn căng thẳng ấn chặt lấy Tần Tương. Tần Diễm quay người lại, cả nhóm Tần Hoàn cũng đều nhìn về hướng cửa, nhưng chỉ thấy Đồng Thúc bước vào một mình. Tần Hoàn chớp mắt vài cái, chỉ thấy đồng thúc Từ Tốn vững vàng bước vào lối vào nội thất. Ông đứng yên, liếc nhìn người đàn ông một cái, rồi xoay người nhìn ra phía cửa như đang chờ đợi Tôn Hạo Nguyệt đến. Tần Diễm và Tống Lợi ở trong phòng không thấy gì, nhưng từ bên ngoài, Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh lại nhìn rõ rằng phòng ngoài trống rỗng, chẳng có bóng dáng của Tôn Hạo Nguyệt. Cả Tần Diễm, Tống Lợi và người đàn ông kia đều đang đợi hắn người đàn ông nhìn chằm chằm vào lối vào nội thất hắn đã lén lút ở trong căn nhà này nhiều ngày mà vẫn chưa gặp được kẻ thù cuối cùng hắn sắp xuất hiện chính diện trước mặt người đàn ông siết chặt con dao bồ củi trong tay tần hoàn càng nhíu mày chặt hơn nàng không rõ vì sao đồng thúc lại xuất hiện ở đây đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh của tiếng xé gió làm nàng giật mình âm thanh ấy quá quen thuộc gần như ngay lập tức khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng nàng. Ngay sau đó, âm thanh xoạch vang lên khi kim loại rơi xuống đất khiến tần hoàn bừng tình. Tam ca ngũ muội muội ai mà bắn cung chuẩn xác đến vậy? Thật là tài giỏi, chắc là bạch thiếu chủ đã trở về rồi. Tần tương bật khóc, tần diễm chân an nàng, tần xương kinh ngạc thốt lên, còn đồng thúc thì thở phào nhẹ nhõm giải thích. Tần hoàn ngây người đứng tại chỗ, quay lại và thấy người đàn ông bị trúng tên ở gáy đã ngã xuống đất. Máu từ đầu hắn chảy ra, len lỏi qua các khe vạch thành một dòng suối nhỏ. Vãn Hà và Tú Chi vội lao vào, một người đỡ Tần Tương dậy, người kia chấn an nàng. Tần Diễm đứng cạnh cửa sổ, dường như nói gì đó với người bên ngoài, Chu Hoài liền nhảy vào từ cửa sổ. Mấy bộ khoái cùng nhau kéo thi thể người đàn ông ra ngoài. Tim Tần Hoàn bỗng đập chậm lại, trước mắt nàng là hình ảnh xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ khi thi thể người đàn ông đi ngang qua, mùi máu tanh mới khiến nàng tỉnh táo trở lại. Ở phía bên này, tần xương giữ chặt tay nàng rồi vừa dẫn vào trong, vừa nức nở, dù ngày thường nàng hơi quá đáng, nhưng lần này thật đáng thương. Thật là đáng sợ, bình thường ngươi gan lớn nhất mà sao hôm nay cũng đờ người ra thế. Tần hoàn không phải vì sợ mà ngây người chỉ là tình cảnh này bất giác gợi lại ký ức đêm đó khi tên lửa xé gió đó là ký ức sâu thẳm nhất trong lòng nàng và cũng là nỗi sợ hãi duy nhất tình cảnh nguy hiểm tương tự nhưng lần trước ở tần phủ khi nàng suýt bị tần sâm giết và khi suýt bị đèn lâu đổ xuống đè chết ở bờ sông lệ thủy cũng chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến vậy tần hoàn cảm thấy tay chân lạnh toát nhìn tần tương khóc thành dòng lòng nàng dâng lên chút cảm giác thê lương. Dù lần này không phải là nàng trải qua sinh tử, nhưng lại khiến nàng có cảm giác man mác buồn. Khi nghĩ đến điều đó, trong đầu tần hoàn bất giác hiện lên một bóng dáng. Đúng rồi, lần trước và cả lần trước nữa, Yến Trì đều ở bên cạnh nàng. Trong lòng tần hoàn bỗng nhiên nhói lên, một cảm giác chua xót kéo dài bao trùm lấy nàng. Đi trên con đường này, nàng thường nhớ về phủ hầu và lo lắng cho diêu tâm lan nhiều hơn thời gian bên yến chi nhưng giờ phút này trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng hắn tần hoàn lắc lắc đầu trong tai tiếng rầm rầm ồn ào ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn đôi chút được rồi không sao cả khi nói chuyện với hắn đồng thúc và chu hoài đã ra ngoài chuẩn bị chắc chắn sẽ cứu người thôi chỉ là hắn cầm dao nên không thể tùy tiện hành động đúng vậy không ngờ Bạch thiếu chủ bắn tên chuẩn xác đến thế. Giọng của Tần Diễm và tiếng nức nở của Tần Tương xen lẫn nhau, khiến âm thanh trở nên mơ hồ. Tần Hoàn đang đứng một bên xuất thần, bỗng nhìn thấy một bóng dáng áo bạc bước vào qua cửa nội thất. Nàng nhìn sang, thấy người mới vào cao gầy, vóc dáng thon gọn, toát lên vẻ sắc sảo, còn ngũ quan thì rất tuấn tú. Tần Hoàn khẽ thở phào, lặng lẽ liếc một cái để chắc chắn đây chính là Bạch thiếu chủ. Nhìn kìa, đây là Bạch gia thiếu chủ, trông cũng không tồi nhỉ." Tần Sương đứng cạnh Tần Hoàn, chỉ vào người đó, nhưng Tần Hoàn lúc này lại không có tâm trạng để nhìn. Vụ án kinh hoàng này cuối cùng cũng kết thúc, nàng thậm chí còn không biết tên họ của người đàn ông kia. Trong lòng Tần Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, nàng lại nghĩ đến Yến Trì. Cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp, thoáng chốc ngẩn ngơ. Chưa bao giờ nàng cảm thấy như vậy, rốt cuộc là mình bị làm sao thế này? Khi Tần Hoàn còn đang ngây ra, Tần Sương nhanh chóng đập vào cánh tay nàng, nhìn kìa, nhìn xem ánh mắt của Ngũ Tỷ. Lúc này trong phòng rất đông người, Tần Hoàn và Tần Sương đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy Tần Tương vẫn rưng rưng nước mắt. Nhưng ngay khi Bạch Phi Ngọc vừa bước vào, nàng lập tức dán mắt vào hắn, cả người rung lên, chờ đợi câu hỏi của Bạch Phi Ngọc ánh mắt nàng cũng khác hẳn tần hoàn tuy không hiểu nhiều về chuyện tình cảm nhưng lại tinh tế quan sát huống chi nàng cũng là nữ tử nên dễ dàng đoán được tâm tư của các cô nương xem ra tần tương đã động lòng với bạch phi ngọc nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi vẻ mặt của nàng thế kia sao bạch thiếu chủ có thể không nhận ra chứ tần sương nói rồi nghe thấy câu gì đó từ tần tương nàng đột nhiên tỏ vẻ khó chịu và hít vào một hơi Người nghe thấy không, nàng còn nói vừa rồi còn mong móng bạch thiếu chủ trở về, ngay trong tình huống nguy hiểm ấy, nàng. Quả là đúng câu, lúc sinh tử trước mắt, nghĩ đến đều là người thương, nói xong, tần xương tự làm điệu bộ tỏ vẻ buồn nôn, thật là ám ảnh. Nghe lời này, tâm tư tần hoàn bất giác sao động, thật sự là lúc sinh tử trước mắt sao. Tần xương khẽ hừ, nàng dám nói thế đấy, thôi nào, ở đây không ở được nữa, chúng ta ra ngoài trước thôi. Vết thương của Tần Tương đã được xử lý sơ qua. Tần Hoàn nghe thấy Tần Diễm phân phó dọn chỗ ở cho Tần Tương, trong khi Vãn Hà và Tú Chi đang thu dọn đồ đạc. Bị Tần Sương kéo đi, Tần Hoàn cùng nàng bước ra ngoài. Vừa đi, Tần Sương vừa nói, thì còn gì nữa? Tự mình trải qua sinh tử, tự nhiên nghĩ ngay đến người nhớ thương nhất. Ôi ngũ tỷ, ôi ngũ tỷ. Nghe Tần Sương nói, trong lòng tần hoàn lại dấy lên một chút gợn sóng. Theo bản năng, nàng sờ vào túi tay áo, lập tức cảm nhận được Hàn Nguyệt đang nằm yên trong đó. Nàng siết chặt nó, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Khi hai người họ đi ra, chẳng bao lâu sau tần diễm cũng đến trước mặt họ, ngũ muội tối nay muội bị kinh hãi như vậy. Ở lại viện này một mình e rằng không ồn. Đợi một lát nữa, để muội qua chỗ lục muội trước kia ở thì thế nào? tần diễm nhìn tần sương nhưng tần sương cũng không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này liền gật đầu đồng ý ngay nói xong tần diễm trở lại phòng ngay sau đó tần tương được dìu ra và khi biết mình sẽ chuyển đến chỗ khác tần sương kéo tần hoàn đi trước hướng về viện của mình trong lúc này tần tương vẫn bận nói chuyện cùng tần diễm và khi bạch phi ngọc đến thì nàng càng không chú ý đến người khác tần sương vốn có chút lo lắng nhưng giờ đây nguy cơ đã được giải quyết nên nàng không muốn đứng một bên trướng mắt liền kéo tần hoàn trở về phòng của cả hai vào đến cửa tần sương nhìn tần hoàn và nói sao người trông mệt mỏi vậy thật sự không bị dọa đến choáng đấy chứ tần hoàn cười khổ lắc đầu không đâu ngươi đừng lo lắng tần hoàn ngồi bên cửa sổ xuất thần tần sương khẽ ngừ một tiếng không để ý đến nàng nữa không biết tần hoàn đã ngồi đó bao lâu chỉ nghe tiếng ồn ào từ trong viện kéo dài một lúc lâu chỉ đến khi tần tương được sắp xếp ồn thỏa ở phòng bên cạnh thì mọi thứ mới trở nên yên tĩnh sau đó cửa phòng lại vang lên tiếng gõ phục linh mở cửa và thấy tần diễm đứng bên ngoài hắn bước vào phòng và nói lục muội cửu muội chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày kia vụ án này đã được giải quyết ngày mai tống bộ đầu cùng mọi người sẽ rời đi chúng ta đợi tuyết tan thêm một chút ngày kia sẽ lên đường. Tần Sương đã mong chờ ngày khởi hành từ lâu nên lập tức đồng ý, Tần Hoàn cũng gật đầu đồng ý. Đang nói chuyện, Tần Sương nhìn ra ngoài và thấy hai người đang bước vào sân, mang theo một chiếc dương nhỏ tiến về phía phòng của Tần Tương. Tần Sương có chút ngạc nhiên, đó là ai vậy? Tần Diễm xoay người lại, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt không biểu cảm, nói: "Là người của Bạch thiếu chủ." ngày kia chúng ta đi thì bạch thiếu chủ cũng sẽ khởi hành vào sáng sớm có lẽ sẽ đi sớm hơn chúng ta một chút hắn nói phải trở về ích châu tần sương lập tức cất tiếng ha đáng tiếc thật không thể cùng đường tần diễm hiểu ý của tần sương nhưng không trách chỉ thấy hai nam phó đến cửa phòng của tần tương gõ cửa đặt dương xuống rồi nói vài câu với vãn hà sau đó rời đi khi thấy hai người kia rời khỏi tần diễm cũng ra khỏi sân Tần Sương hừ nhẹ rồi đóng cửa lại, thế thì sao chứ? Trên đường không hề đính ước gì cả, ngũ tỷ có khi đã tốn công vô ích với mối tâm tư này. Nghe vậy, Tần Hoàn không có ý kiến gì, còn trong phòng đối diện, Tần Tương đang quấn khăn trắng quanh cổ và thốt lên, vậy phải làm sao bây giờ? Ngày kia chúng ta phải đi, Bạch Thiếu Chủ cũng sẽ về Ích Châu, chẳng lẽ đây không phải là... Nghe vậy, Vãn Hà vội khuyên nhủ, tiểu thư không cần nghĩ đến chuyện đó, người vẫn còn bị thương ngày mai nên nghỉ ngơi cho tốt ngày kia hãy khởi hành nếu bạch thiếu chủ thực sự có ý định khi về ích châu bẩm báo với gia chủ bạch gia tự nhiên tần tương đứng dậy tiến đến chiếc dương nhỏ vừa được mang tới bảo vãn hà mở ra khi nắp dương vừa bật mở mắt tần tương liền sáng rực bên trong là một bộ trang sức đá quý đỏ rực lộng lẫy bên cạnh còn có một đôi uyên ương bội đôi mắt tần tương sáng lên khuôn mặt thoáng đỏ bừng. Vãn Hà thì nhíu mày, cái này, lễ vật này thật sự quá quý giá, mà Bạch thiếu chủ và chúng ta cũng đâu phải là thân thiết lắm, còn cả miếng ngọc bội này nữa. Chương 242. Vãn Hà dậm chân, xoay người định ra cửa, nô tỳ sẽ gọi người quay lại, mang chiếc dương trả về chỗ cũ. Tần Tương nắm lấy Vãn Hà, "Không, không cần đưa về đâu, ta hiểu ý của hắn rồi." tần tương dường như quên hẳn những xúc cảm căng thẳng đêm nay khuôn mặt rạng rỡ với vẻ mãn nguyện trông giống như vị trí thiếu phu nhân của bạch gia đã nằm gọn trong tay nàng cửu cô nương ngày mai các người sẽ rời đi vào sáng sớm đây là quyền ghi chép ta luôn mang bên mình coi như quà chia tay tặng cửu cô nương sáng sớm tôn mộ khanh đã tới viện của tần hoàn tần hoàn nhìn quyển sách tôn mộ khanh trao cho khóe môi nàng hơi cong lên đây là quyển sách đã theo chân tôn mộ khanh nhiều năm chứa đựng tinh hoa y đạo mà anh đã đúc kết quyền ghi chép này ta có thể xét chứ tôn mộ khanh đưa quyển sách tới cười nói dĩ nhiên là xem được vốn đã định tặng cửu cô nương mà cô cứ thoải mái xem chỉ có điều trong này là những ghi chép của ta không rõ liệu có giúp ích gì cho cô không tần hoàn nhìn ra trời đã gần sáng nàng nói Ta thấy quyển sách này chứa đựng tinh hoa y đạo của công tử, nhận không có lý do thì thật không tiện. Nhưng tâm ý của công tử ta rất cảm kích, lại muốn được học hỏi đôi chút. Hay là cho ta mượn đọc nửa ngày thôi. Tôn Mộ Khanh thoáng bất ngờ, không ngờ Tần Hoàn lại nghĩ ra cách này. Anh hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa quyển sách cho Tần Hoàn. Tuy nhiên, Tần Hoàn nói với vẻ nghiêm túc, dĩ nhiên ta sẽ không giữ quyển sách này chỉ coi như công tử đã chỉ điểm thêm cho ta hôm nay cũng không có việc gì ta sẽ xem qua một lát như vậy là tốt nhất tôn mộ khanh cười bất đắc dĩ cửu cô nương đúng là tôn mộ khanh nhất thời không biết nên diễn tả thế nào nhưng thấy thần sắc kiên định của tần hoàn anh biết mình không thể thay đổi ý định của nàng đành bất đắc dĩ nói thôi được nếu cô nương còn gì muốn hỏi cứ hỏi ta tần hoàn gật đầu Tôn Mộ Khanh thấy nàng quả thật chỉ muốn xem qua quyển sách, liền tạm thời rời khỏi nhà của nàng. Đợi Tôn Mộ Khanh vừa rời đi, Phục Linh cười nói, Tôn Công Tử thật là thành tâm, quyển sách này quý giá lắm, đến nô tỳ cũng biết, vậy mà Công Tử định tặng luôn cho tiểu thư. Dược Vương Cốc vốn không giữ bí mật với ai, huống chi tính tình của hắn lại thật thà. Phục Linh gật đầu đồng ý, thấy Tần Hoàn say mê đọc sách, Nàng liền đi pha một ly trà. Còn Tần Sương, vì ngày mai phải lên đường nên đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Nhưng vì mấy người bọn họ đều chỉ ở nhờ và không mang theo nhiều đồ, việc thu xếp cũng chẳng có gì phức tạp. Tần Sương ngồi đối diện Tần Hoàn, dựa người ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nghe nói sáng sớm nay Tống Bộ Đầu đã đi rồi, đồng thúc còn phái hai người đi cùng, thi thể của người kia cũng đã được mang đi. Vụ án này coi như đã giải quyết. Nhưng ta vẫn có chút không nỡ rời đi. Vãn Tình nghe vậy, bèn nói, tiểu thư chẳng phải luôn chê nơi này trống vắng đó sao? Tần Sương thở dài, cũng không hẳn thế, chỉ là nghĩ tới việc lại phải ngồi xe ngựa, đầu đã thấy nhức cả lên. Nói rồi, Tần Sương liếc nhìn Tần Hoàn với dáng vẻ điềm tĩnh thong dong, khiến nàng nhớ lại đêm qua. Đôi mắt nàng ánh lên nét cười nghiền ngẫm, nghĩ tới đêm qua Tần Hoàn cũng đã bị dọa cho sợ hãi. Tần Hoàn lật dở quyển sách của Tôn Mộ Khanh, phần lớn là những ghi chép y thuật thường ngày của anh, phần lớn nàng đã xem qua. Tần Hoàn không đọc từ đầu mà tập trung vào vài trang cuối. Trên những trang này, Tôn Mộ Khanh ghi lại các ca bệnh mà anh gặp trong hành trình từ Dược Vương Cốc xuống phía Nam và đi về phía Tây. Ghi chép chi tiết từng bệnh trạng và bệnh tình với lối viết khác biệt so với các y thư thông thường. Tần Hoàn say mê đọc một lúc, sau khi xem xong phần ghi chép của tôn mộ khanh nàng lại nhớ tới tôn hạo nguyệt hiện giờ tâm ý của nàng dành cho việc học hỏi y thuật từ tôn hạo nguyệt đã phai nhạt đi đặc biệt khi thấy rõ anh ta dành mọi tâm huyết cho bạch phi yên những chuyện xảy ra trong căn nhà này cũng khiến nàng có vài cảm giác kỳ lạ trong lòng tần hoàn lắc đầu tuy có cảm giác khác thường nhưng sáng mai họ đã phải rời đi nên nàng cũng không có hứng thú tìm hiểu thêm Huống hồ nàng mong được sớm quay về kinh thành, nơi mà mọi chuyện quan trọng hơn nhiều so với nơi này. Ngồi một lúc, Tần Hoàn liền cầm quyền sách định đi trả lại. Tần Sương thấy nàng ra ngoài thì lập tức đi theo. Phục Linh thấy Tần Sương thực sự như chiếc đuôi nhỏ của Tần Hoàn, cũng không nhịn được mà bật cười. Tần Hoàn và Tần Sương khoác áo choàng, vừa bước ra cửa thì gặp Bạch Phi Ngọc dẫn theo hai người hầu vào viện. Thấy hai nàng, Bạch Phi Ngọc thoáng ngạc nhiên rồi lập tức chắp tay hành lễ. Tần Sương và Tần Hoàn cũng vội vàng đáp lễ, sau đó Tần Sương cười hỏi, Bạch Thiếu Chủ sao lại đến đây? Bạch Phi Ngọc mỉm cười, ta tới đây để mang ít thuốc trị thương cho ngũ cô nương. Vừa dứt lời, cửa phòng phía đối diện mở ra, bóng dáng Tần Tương xuất hiện. Hôm nay, nàng mặc chiếc váy vàng nhạt, dáng người yểu điệu, dùng nhan đoan trang xinh đẹp. Tần Sương cười nói, Bạch thiếu chủ, mời vào, chúng ta cũng định ra ngoài dạo một chút. Bạch Phi Ngọc lại chắp tay với Tần Sương và Tần Hoàn, rồi hai nàng rời khỏi sân. Vừa ra khỏi cổng viện, Tần Sương nhíu mày nói, cái vị Bạch thiếu chủ này quả là chẳng kiêng dè gì cả. Tần Hoàn cũng có cùng suy nghĩ, nhưng dù sao Bạch thiếu chủ cũng là một trong những chủ nhân của ngôi nhà này, họ cũng chẳng thể nói gì. Nếu Bạch thiếu chủ thực lòng như vậy thì cũng tốt. Tần Sương khẽ hừ, đúng vậy, thật là tốt quá, ngũ tỷ của chúng ta chính là thiếu phu nhân tương lai của Bạch Gia đấy. Nghe giọng điệu có chút ganh tị của Tần Sương, Tần Hoàn chỉ cười, không nói gì thêm. Trong hai ngày qua, tuyết đã tan đi phần nào để lộ những viên đá xanh bên dưới. Trên mái nhà và những tán cây cao vẫn còn vài mảng tuyết trắng, nhìn chung cũng đã đỡ hơn vài ngày trước nhiều. Tần Hoàn và Tần Sương nhanh chóng đến sân nhà Tôn Mộ Khanh. Phục Linh gõ cửa viện, một lúc sau Tôn Mộ Khanh đi ra. Thấy Tần Hoàn cầm quyền ghi chép của mình, anh ngạc nhiên hỏi, cửu cô nương xem nhanh vậy? Hay là nói cô nương khách sáo với ta? Tần Hoàn nghe vậy khẽ mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền thoáng hiện khiến Tôn Mộ Khanh nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Dĩ nhiên là không phải, ta đọc sách vốn nhanh, hôm nay chọn đọc những gì mình thấy hứng thú. Không hề khách sáo đâu. Đúng là Tần Hoàn Vốn không khách sáo trong lĩnh vực y đạo, nếu có cơ hội học hỏi nhiều hơn, nàng luôn sẵn sàng học hỏi như một kẻ khao khát tri thức. Nghe vậy, Thuân Mộ Khanh yên tâm, rồi thở dài nói, "Cửu cô nương sẽ về kinh thành, ta cũng nảy ra ý định muốn về kinh một chuyến." Tần Sương nhướng mày, sau đó nhìn Tần Hoàn với ánh mắt đầy hứng thú. Tần Hoàn ngạc nhiên hỏi, "Tôn công tử cũng định về kinh thành sao?" Ánh mắt tôn mộ khanh thoáng hiện vẻ đượm buồn, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, đúng vậy, về. Để thăm cố nhân, trong lòng tần hoàn có chút lay động, tần sương nhanh miệng hỏi, tôn công tử đi thăm cố nhân nào thế? Tôn mộ khanh khẽ mỉm cười, về thăm người trong sư môn thôi. Tần sương à một tiếng rồi không hỏi gì thêm, còn tần hoàn thì hỏi, bao giờ công tử đi? Tôn mộ khanh cười đáp, có lẽ khoảng nửa tháng nữa gặp được sư huynh nên cũng muốn ở lại đây một thời gian tần hoàn gật đầu tôn mộ khanh đi sau nửa tháng nên sẽ không cùng đường với các nàng như vậy cũng tốt vậy khi nào công tử đến kinh thành nhất định phải sai người báo cho hầu phủ một tiếng lần này nhờ công tử giúp đỡ nhiều nếu không huynh muội chúng ta đã vô cùng khó khăn tần hoàn nhẹ nhàng nói tôn mộ khanh cười lớn nói dĩ nhiên rồi đến lúc đó nhất định phải gặp các vị mới được tần hoàn gật đầu không nói thêm gì cùng tần sương rời đi còn tôn mộ khanh trong lòng chất chứa vài nỗi niềm cũng không ở lại lâu với các nàng đi được vài bước tần sương bỗng cười nói ta cứ tưởng công tử về kinh thành vì cửu muội muội chứ sao có thể thế được tần hoàn khẽ nhách cằm ánh mắt thoáng trở nên xa xăm tần sương cười khúc khích tôn công tử đối với cửu muội muội cũng tốt lắm đấy biết đâu khi tần sương còn đang trêu ghẹo chưa kịp nói hết câu bỗng nghe tiếng mèo kêu rất nhỏ cả tần hoàn và tần sương đều dừng chân tần hoàn nhạy bén đi về phía phát ra âm thanh âm thanh ấy dường như phát ra từ một con hẻm tối phía đông ban đầu các nàng định trở về sân phía tây nhưng tiếng mèo kêu đã hấp dẫn họ bước về hướng đông lại một tiếng mèo kêu nữa vang lên giúp tần hoàn xác định chính xác phương hướng đi được khoảng mười mấy bước tần hoàn nhìn thấy lối vào ngõ nhỏ đứng yên ở lối vào nàng nhìn thấy đôi mắt phát sáng trong bóng tối của con hẻm đó là một con mèo đen tần hoàn nhìn kỹ nhận ra đây chính là con mèo đen mà nàng đã từng gặp ở bên bãi mèo chết nó ngồi xổm trong hẻm tối thấy tần hoàn xuất hiện thì không hề sợ hãi ngược lại còn meo một tiếng nữa tần hoàn nhíu mày theo bản năng nhìn quanh con mèo đen lo sợ lại thấy cảnh sát mèo chết la liệt nhưng lần này, nàng không nhìn thấy gì khác thường, mặt đất chỉ có lá khô rụng, không gian yên lặng như thể thời gian ngừng lại. Tần Hoàn nhìn chằm chằm con mèo đen một lúc, không hiểu nó đang làm gì ở đây. Khi Tần Hoàn nghĩ rằng con mèo đen sẽ cứ đứng yên ở đó, đột nhiên, nó lao nhanh về phía cuối con hẻm. Thấy nó chạy đi, Tần Hoàn cũng không quá ngạc nhiên, nhưng chỉ một lát sau con mèo dừng lại ở lối ra phía cuối hẻm. Con mèo đen kêu mia meo rồi dừng lại nhìn Tần Hoàn. Tần Hoàn không đi tới cũng không lùi lại. Nó cứ kêu một tiếng lại thêm một tiếng, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Tần Sương và Phục Linh đứng phía sau Tần Hoàn. Phục Linh nói, nó. Nó đang làm gì vậy? Có khi nào nó đang gọi chúng ta tới không? Tần Sương lắc đầu, đây là con mèo lần trước, toàn thân đen kịt, trông thật đáng sợ. Ta nhớ từng nghe ai nói mèo cũng giống chó có thể nhìn thấy những thứ mà người không thấy được. Lời nói của Tần Sương làm Phục Linh dùng mình, lạnh sống lưng, "Lục tiểu thư, xin đừng tin mấy điều đó, nó chỉ là một con mèo cưng thôi." Tần Sương hừ một tiếng, định nói gì đó, nhưng bỗng trợn tròn mắt khi thấy Tần Hoàn tiến lên phía trước, "Này này, ngươi định làm gì? Ngươi thực sự muốn đi tới đó sao?" Phục Linh không sợ mèo, nhưng lại sợ con mèo đen này đưa Tần Hoàn đi xem xác mèo chết như lần trước nên có chút do dự. Đang lúc phân vân, Vãn Hạnh đã bước theo Tần Hoàn, nàng quay đầu thấy Vãn Hạnh, ánh mắt nàng thoáng ánh lên chút sáng ngời. Thấy nàng bước tới, con mèo đen không di chuyển, chỉ chờ khi Tần Hoàn còn cách nó năm, sáu bước thì nó mới bất ngờ quay ngoặt đi, nhanh nhẹn rẽ vào một khúc quanh. Cứ ngỡ nó đã lại đi, nhưng khi Tần Hoàn rẽ qua, nàng lại thấy con mèo ngồi xổm chờ ở khúc ngoặt tiếp theo trong mắt tần hoàn thoáng hiện nét nghi ngờ kỳ lạ con mèo này có vẻ có linh tính thấy vãn hạnh đã đi theo phục linh cũng đành đi cùng tần sương thấy vậy đành miễn cưỡng bước theo nhìn con mèo đen dừng chờ ở mỗi chỗ ngoặt tần sương ngạc nhiên nói có khi nào nó định dẫn chúng ta tới nơi nào đó không chẳng lẽ mèo con lại có linh tính như vậy phục linh ngạc nhiên còn tần hoàn thì nhìn quanh những người bên cạnh nói chúng ta có đông người không cần sợ, cứ đi thật xem sao, chẳng phải sẽ biết. nói rồi, tần hoàn tiếp tục tiến lên. khi nàng vừa đi đến khoảng cách không xa thì con mèo lại biến mất. đi một đoạn rồi, họ lại thấy con mèo chờ sẵn phía xa. cứ đi như vậy một lúc lâu, tần sương không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên. từ lúc nào, cả đoàn người đã bị con mèo dẫn đi về phía đông. sau khoảng nửa canh giờ, con mèo đen dừng lại ở một đỉnh hóng gió giữa sân. Tần hoàn quan sát đỉnh hóng gió, từ xa nàng đã ngửi thấy mùi hồng mai thoang thoảng. Đây là một nơi nàng chưa từng đến, cũng không biết ở đâu trong phủ, xung quanh lại không thấy có người hầu qua lại. Trong lòng tần hoàn giấy lên vài phần nghi hoặc, chỉ thấy tuyết đọng vẫn còn trên những chậu cây trong đình. Đỉnh hóng gió đứng sừng sững giữa sân, trông quạnh quẽ cô liêu trong ngày đông. Nghĩ ngợi, tần hoàn bước lên con đường sỏi tiến về phía đỉnh hóng gió thấy tần hoàn đi đến đỉnh hóng gió, con mèo đen cũng dừng lại, rồi bất ngờ nhảy lên đồ trang trí trên nóc đình. Tần Sương bật cười, hay là nó định đưa chúng ta lên cả đồ trang trí trên nóc đây? Nói rồi, Phục Linh chạy ra ngoài xem thử, trên đó chẳng có gì cả mà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 243. Con mèo đen vẫn loanh quanh trên mái nhà, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đầy lo lắng. Tần Hoàn có chút bối rối, đưa mắt nhìn quanh sân nhưng không phát hiện điều gì bất thường mọi người đều tỏ vẻ mơ hồ cho đến khi một bóng dáng bất ngờ xuất hiện từ góc rẽ ồ tần cô nương sao các cô lại ở đây lâm thầm tay ôm một hộp thức ăn bước tới khi thấy tần hoàn và tần sương ở đó bà tỏ vẻ ngạc nhiên tần sương và tần hoàn trao đổi ánh mắt rồi tần sương vội nói lâm thầm lại là món gì ngon nữa hả Tần Sương vừa nói vừa chỉ vào mái đỉnh nơi có đồ trang trí. Chúng ta chỉ đi dạo quanh đây. Tình cờ thấy con mèo nhỏ này nên trêu đùa một chút. Nhưng nó chỉ biết chạy trốn. Lâm thẩm nghe xong liền cười. Vỗ nhẹ vào hộp thức ăn rồi nói. Ta đang định làm bánh hoa mai đây. Con mèo đen này tham ăn lắm. Không chỉ mình cô đâu. Ngay cả bọn nam đinh trong nhà cũng không bắt nổi. Ban đầu thấy nó ăn vụng. Chúng ta còn định bắt để dạy một bài học hoặc đuổi đi, nhưng không thể nào bắt được nên đành để mặc nó. Nó đúng là khách quen của bếp nhà ta. Tần Hoàn bước lên hỏi, con mèo đen này thuộc về ngôi nhà này sao? Lâm Thẩm gật đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là một ngày nọ bỗng dưng thấy con mèo trong bếp ăn vụng. Ban đầu ta nghĩ chắc là mèo hoang ở đâu tới, nhưng rồi nó xuất hiện nhiều lần nên ta cũng không biết từ đâu mà ra. Nhà này lớn, ngày thường cũng không có nhiều người để ý đến mấy con mèo hoang. Tần Hoàn nhìn quanh sân, vẫn chưa hiểu lý do vì sao con mèo đen lại dẫn họ đến đây, bèn hỏi, đây là nơi nào vậy? Vừa rồi chúng tôi đuổi theo con mèo đến đây, không biết có phải đã lạc đường không. Lâm Thẩm xua tay, "Không, không có gì đâu, chỗ này cũng bình thường thôi, phía nam sân không có ai ở, phía đông bắc là rừng mai, hướng chính bắc là một khu phố nhỏ, còn xa hơn về phía bắc là viện Nhân Tâm." Tần Hoàn chợt hiểu ra, theo phản xạ nhìn về hướng bắc hóa ra đây là khu vực gần viện nhân tâm những người thân cận với viện nhân tâm thường tìm đến để báo thù cho con gái của họ nhưng con mèo đen này thì có ý nghĩa gì chứ hai cô tần sắp đi rồi lát nữa khi làm xong bánh hoa mai tôi nhất định sẽ đem tới cho hai cô thưởng thức giờ tôi xin phép không làm phiền nữa tôi sẽ đi hái chốt hoa mai tươi tần hoàn gật đầu lâm thầm liền vừa bước về phía rừng mai vừa quát nhẹ con mèo đen con mèo đen kêu khẽ một tiếng liếc nhìn tần hoàn và tần sương rồi nhảy xuống đất tần hoàn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã chui vào bụi rậm và biến mất vậy là nó chạy mất rồi tần sương ngạc nhiên con vật nhỏ này đúng là đang trêu chọc chúng ta tần hoàn cũng cảm thấy khó hiểu ban đầu nàng nghĩ rằng con mèo đen dẫn họ đến đây vì có điều gì đó kỳ lạ nhưng cuối cùng lại chỉ là một sân trống. Tần Hoàn thở dài, có lẽ nó chỉ trêu đùa chúng ta thôi, trở về thôi. Tần Hoàn và Tần Sương cùng trở về sân, Tần Sương liếc nhìn về phía nhà của Tần Tương, thấy cửa sổ đã đóng và không thấy bóng dáng của người Hầu Bạch Phi Ngọc, liền hiểu rằng Bạch Phi Ngọc đã rời đi. Tần Sương khẽ ngư một tiếng, chắc là đến để chào từ biệt. Gia tộc Tần chuẩn bị lên đường đi kinh thành trong khi bạch phi ngọc sẽ về ích châu một nơi ở phía bắc một nơi ở phía đông nên hiển nhiên không thể đi chung đường sau khi ngồi lại một lúc họ đã bị con mèo đen dẫn đi vòng quanh khắp nơi và lúc này trời đã dần tối ngày mai họ sẽ lên đường và dù đã ở trong phủ nhiều ngày tần hoàn vẫn chưa có nhiều cơ hội kết giao với chủ nhân tôn hạo nguyệt chiều hôm đó chỉ có tần diễm đi đến viện nhân tâm để từ biệt tôn hạo nguyệt và khi trở về cùng lâm thầm Bà mang theo hai hộp bánh hoa mai. Đây là chốt bánh cho các cô nương mang theo, mong rằng không chê tay nghề của tôi. Trong phủ không có món gì quý, chỉ có bánh hoa mai và trà tô, nhưng chúng đã được gói cẩn thận để mang đi trên xe ngựa. Đôi mắt Tần Sương sáng lên, trà tô của Lâm Thẩm là ngon nhất. Cảm ơn Lâm Thẩm. Tần Hoàn cũng nói, cảm ơn Lâm Thẩm đã vất vả. Lâm Thẩm liên tục xua tay cười nói vài câu chúc thượng lộ bình an rồi rời đi lâm thẩm vừa rời đi không lâu thì đồng thúc tới mang theo vài món quà nhỏ chủ yếu là dược liệu và lá trà đây đều là sản phẩm từ vườn nhà còn có một ít thuốc viên và thuốc mỡ do thiếu chủ nhân chế nếu trên đường có gì cần dùng đến các vị cũng thấy rồi nhà này không có gì quý giá chỉ có vài thứ giản dị thế này tần diễm nhận những món quà và dù họ đang chuẩn bị lên đường Đoàn của họ vẫn mang theo ít đồ dùng cần thiết. Ở nhờ mấy ngày, Tần Diễm cũng chuẩn bị một món quà nhỏ gửi lại cho Chu Hoài, luôn căn dặn rằng nếu sau này Tôn Hạo Nguyệt có dịp đến kinh thành, nhất định phải báo cho họ biết. Sau khi tiễn đồng thúc đi, trời cũng đã tối dần. Tần Diễm dặn dò Tần Hoàn và Tần Sương không được để sót đồ đạc và nên nghỉ ngơi sớm. Sau khi Tần Diễm rời đi, hai chị em biết rằng sáng hôm sau phải dậy sớm để lên đường nên cũng nhanh chóng lên giường nghỉ. Tần Hoàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ không yên giấc. Trong mơ, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện, khuôn mặt những người nàng từng gặp hiện lên. Cả con mèo đen mà nàng nhìn thấy ban ngày cũng xuất hiện trong giấc mơ, mang đến cảm giác rờn rợn. Bất chợt, bóng dáng Yến chỉ hiện ra, dáng vẻ cao lớn và kiêu ngạo, đứng trước mặt nàng như một ngọn núi vững chãi che chắn gió mưa. Gương mặt Yến chỉ dần tiến lại gần, Tần Hoàn định mở miệng nói thì Yến chỉ đã ôm chặt nàng vào lòng. Giấc mơ này kéo dài và đầy mê hoặc, khi Tần Hoàn tỉnh dậy, bên ngoài trời vừa hửng sáng. Cơ thể nàng vẫn còn cảm giác ấm áp, hai má đỏ ửng. Nàng chạm tay lên mặt mình, tìm đập thình thịch. Gì cơ? Sao lại không thấy? Khi còn đang bối rối vì trái tim đập nhanh và gương mặt nóng bừng, Tần Hoàn bất chợt nghe thấy tiếng Phục Linh bên ngoài dù khoảng cách khá xa và không nghe rõ hoàn toàn nhưng giọng phục linh gọi lớn nên nàng vẫn nghe thấy nàng nhíu mày sự chú ý liền bị tiếng động bên ngoài cuốn hút mau đi báo cho thế tử có chuyện rồi phục linh vội vàng hét lên một câu rồi chạy vào phòng tiếng động của phục linh lớn đến mức khiến tần sương cũng tỉnh giấc cô lơ mơ hỏi chúng ta phải dậy rồi sao tần hoàn không trả lời bởi phục linh đã lao vào phòng thở hồn hển, tiểu thư, không hay rồi, Ngũ tiểu thư mất tích. Tần Hoàn lập tức ngồi dậy, Ngũ tỷ mất tích, chuyện gì đã xảy ra? Phục Linh với vẻ mặt đầy lo lắng kể, nô tỳ vừa mới tỉnh dậy, nhìn ra thì thấy đèn bên phòng đối diện cũng sáng lên, có vẻ như họ cũng đã nhận ra có chuyện. Rồi Vãn Hà chạy hớt hải sang đây, nói rằng Ngũ tiểu thư mất tích, cùng với một tay nải và những món trang sức, ngân phiếu mà Bạch thiếu chủ tặng. Vãn Hà còn nói, tiểu thư nhà cô ấy có lẽ đã bỏ trốn theo bạch thiếu chủ. Tần Hoàn sững sờ, Tần Sương trợn tròn mắt nhìn Phục Linh, người nói. Nàng đã bỏ trốn cùng bạch gia thiếu chủ sao? Phục Linh không dám khẳng định, chỉ cười gượng, đó là lời của Vãn Hà. Tần Sương vội vã ngồi bật dậy, thật quá đáng, Tần Tương đúng là quá liều lĩnh. Sự liều lĩnh của Tần Tương không chỉ khiến Tần Sương tức giận, mà còn làm tần diễm nổi giận chưa từng thấy. Trời đã sáng hẳn, việc tần tương mất tích đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của gia tộc tần. Tiểu thư đã mặc bộ xiêm y mà nô tỳ chuẩn bị đêm qua, khoác thêm áo choàng và mang theo một tay nài, trong đó có những món trang sức yêu thích của tiểu thư và ít ngân phiếu. Thường là nô tỳ mang theo để đề, đề phòng trên đường. Nô tỳ và tú chi không nghe thấy động tĩnh gì, đến khi tỉnh dậy thì người đã không còn ở đó đêm qua tiểu thư vẫn rất bình thường chỉ dặn nô tỳ chuẩn bị thêm ít quần áo trong phòng của tần tương vãn hà và tú chi quỳ dưới đất khóc lóc vãn hà vừa nói vừa tự trách trong khi tú chi có vẻ mặt như chịu tội đến lúc này vãn hà chợt nhớ ra và nói đúng rồi tối qua tiểu thư có hỏi một câu tiểu thư hỏi nô tỳ rằng trên đường chúng ta đi có phải luôn là đại lộ hay không Lúc đó Nô Tỳ nghĩ một lúc rồi trả lời là đúng. Tiểu thư không có gì khác lạ khi đó, nên Nô Tỳ không ngờ đến chuyện này. Tần Diễm nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú thường không biểu lộ cảm xúc giờ đây lại hiện rõ sự giận dữ. Vãn Hà và Tú Chi sợ hãi đến mức run rẩy, lo lắng cho sự an nguy của Tần Tương. Họ hiểu rằng nếu có chuyện gì xảy ra, lỗi lầm sẽ đổ lên đầu họ, và việc bị phạt nặng thậm chí đến chết cũng không phải là điều quá đáng không khí trong phòng trở nên căng thẳng và im lặng tần hoàn và tần sương đứng bên cạnh tần sương sợ đến mức không dám nói lời nào còn tần hoàn không biết nên nói gì đúng lúc này từ sân vang lên tiếng bước chân rồi chu hoài bước vào và nói thế tử cổng tây đã mở ngựa và xe đều ở đó tiểu nhân ra ngoài kiểm tra và thấy dấu chân trên con đường nhỏ cạnh vườn thuốc ngoài ra theo lời các hạ nhân trong phủ bạch thiếu chủ đã rời đi từ đêm qua tuyết bên ngoài vườn thuốc đã tan gần hết khiến con đường nhỏ trở nên lầy lội và dễ để lại dấu chân nếu ai đó đi qua tần diễm lập tức đứng dậy truy tìm đuổi theo ngay chu hoài hơi ngập ngừng có cần gọi thêm người trong phủ hỗ trợ không tần diễm nhìn thẳng vào chu hoài người nghĩ đây là do nàng tự ý làm hay là do bạch thiếu chủ xúi dục chu hoài khẽ cau mày chuyện này không hợp lý bạch thiếu chủ biết rõ thân phận của chúng ta chắc chắn không dám dụ ngũ tiểu thư bỏ trốn theo mình. Hơn nữa, nhìn cách cư xử của bạch thiếu chủ, cũng không giống người bất chấp lễ nghĩa. Vậy là nàng tự ý làm tần diễm nghiến răng nói, nếu là vậy, không cần báo cho đồng thúc. Nàng chỉ có một mình, dù rời đi từ nửa đêm cũng không thể đi xa. Chúng ta xuất phát ngay, rời khỏi tòa nhà rồi sẽ bàn tiếp về cách tìm nàng, có lẽ nàng chỉ mới rời đi vài dặm. Tần Diễm ra lệnh một tiếng, Chu Hoài lập tức đi sắp xếp. Thời gian chuẩn bị tuy chậm hơn dự tính, nhưng với những người trong Bách Thảo Viên vẫn là rất sớm. Khi tất cả đã tập trung trước cổng chính của phủ, Tôn Mộ Khanh dẫn theo đồng thúc và lâm thầm đến tiễn đưa. Trong lòng Tần Diễm tràn đầy lo lắng, nhanh chóng dẫn mọi người rời khỏi Bách Thảo Viên. Họ rời khỏi tòa nhà và tiến về hướng chân núi, đi thẳng xuống con đường dẫn xuống núi. Tần Diễm khẽ thốt lên một câu chửi thầm hắn đến đây là để đón ba chị em tần hoàn nhập kinh thành chứ đừng nói đến việc tư tình ngay cả chuyện tần tương bị thương hắn cũng không chấp nhận được nhưng giờ đây nếu tần tương tự ý bỏ trốn hắn không phản đối việc liên hôn giữa tần gia và bạch gia nhưng hành động thiếu suy nghĩ của tần tương không nghi ngờ gì sẽ làm mất mặt hầu phu ở kinh thành dù là những gia tộc lớn hay nhỏ cũng không cho phép con gái mình có hành động lén lút như vậy nếu chuyện này truyền đến kinh thành, không chỉ Tần Tương phải sống nửa đời còn lại trong sự hổ thẹn, mà hầu Phù cũng sẽ chịu nhiều lời chỉ trích. Thời điểm hiện tại, triều đình đang diễn ra tranh chấp quyền lực gay gắt, và một việc nhỏ cũng có thể bị ngự sử đài đưa lên thành tội lớn. Về mặt tình lý và lợi ích cá nhân, Tần Diễm phải đưa Tần Tương trở về bằng mọi giá. Hơn nữa, cần biến chuyện lớn này thành chuyện nhỏ, và chuyện nhỏ thành không có gì cả. Tần Diễm đã quyết định, ra lệnh cho hộ vệ của Tần phủ giữ kín chuyện này. Trong xe ngựa chỉ có Vãn Hà và Tú Chi ngồi, họ đi dọc theo con đường lớn được khoảng 10 dặm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Tương đâu. Với tính cách của Tần Tương, dù trời chưa sáng hẳn cũng dám rời khỏi phủ. Chẳng lẽ nàng không đi theo con đường lớn mà chọn đường nhỏ sao? Tần Diễm và Chu Hoài đều mang vẻ mặt căng thẳng, rõ ràng họ đã đi được một quãng đường không nhỏ. Bất chợt Chu Hoài cau mày nói: "Thế tử, có khi nào Ngũ tiểu thư biết chúng ta sẽ đi theo con đường này để tìm, nên nàng đã chọn đi con đường nhỏ khác không?" Nói xong, Chu Hoài quay người lại: "Thế tử còn nhớ không, vừa rồi chúng ta có đi ngang qua một con đường nhỏ." Tiểu nhân nhớ rõ, con đường đó nếu đi tiếp khoảng mười mấy dặm nữa sẽ dẫn đến lối vào huyện Hoài, huyện đó nằm ở phía đông. Để đến Ích Châu, họ cần phải đi về phía đông. Thông thường người ta sẽ chọn con đường chính qua viên châu thành để đi về hướng đông nhưng nếu tần tương biết huyện hoài nằm ngay phía đông của huyện lân cận có thể nàng đã nghĩ đến việc đi đường vòng qua đó miễn sao vẫn là hướng đông tần diễm nắm chặt cây roi ngựa tay xiết chặt hơn hành trình của họ đã bị chậm trễ giờ lại thêm việc tần tương thiếu suy nghĩ này trong lòng tần diễm đầy bực bội nhưng không thể bỏ mặc nếu tần tương thật sự đã chạy đến huyện hoài chẳng lẽ họ phải vòng qua đường xa để đuổi theo nàng sao? Tần Diễm thở dài, chia binh làm hai đường, ta sẽ dẫn người đi đường nhỏ, ngươi dẫn mọi người tiếp tục đi con đường lớn. Ngừng lại một chút, Tần Diễm tiếp tục, tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại ở trấn Quan Âm, đi về phía bắc qua thôn Tam Nguyên. Nếu nàng đi theo đường lớn, các ngươi sẽ gặp nàng không xa. Nếu nàng đi đường nhỏ, ta sẽ dùng ngựa nhanh để đuổi theo. Tùy tình hình mà xử lý. Nếu tìm được sớm, ta sẽ vòng lại để gặp các ngươi, nếu muộn thì ta sẽ đi đường khác đến Chấn Quan Âm tìm các ngươi. Chương 245. Ngụy Trường Phúc cũng nhận thấy Tần Hoàn dường như rất chú tâm đến việc này, liền ngập ngừng nói: "Tần cô nương." Tần Hoàn khẽ lắc đầu, "Không có gì đâu, chỉ là tò mò hỏi vu vơ thôi." Ngụy Trường Phúc rót thêm trà cho nhóm người của họ, rồi đi ra ngoài đón các vệ sĩ và sa phu của phủ Tần khi ông vừa rời đi chu hoài nhìn tần hoàn và hỏi cửu cô nương thấy cái chết ở thôn tam nguyên có điểm gì khác thường không tần hoàn gật đầu nhẹ chu hoài tiếp lời dù kỳ lạ nhưng hiện tại không tiện quản trước mắt chúng ta vẫn phải tìm ngũ tiểu thư tần hoàn hiểu rõ điều đó nhưng trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy chuyện kỳ lạ ở thôn tam nguyên không đơn giản như vậy cửu tiểu thư tốt nhất chúng ta nên đến trấn quan âm trước nếu đến đó trước khi trời tối, gặp được thế tử thì tốt. Nếu không có tin tức gì, tôi và thế tử sẽ quay lại tìm, tránh để an nguy của người và Lục tiểu thư không được bảo đảm. Trước mắt, họ chỉ dừng chân ngắn tại quán trọ Trường Phúc. Ai biết được khi trời tối, nếu thôn dân thấy họ còn ở đó, sẽ có chuyện gì xảy ra. Tần Hoàn không có phương án nào tốt hơn, nên quyết định làm theo lời Chu Hoài. Được, vậy chúng ta mau chóng lên đường thôi. Tần Hoàn vừa dứt lời, Tần Sương cũng hiểu tình hình gấp gáp, liền đứng dậy phân phó hạ nhân thu dọn đồ đạc, sắp xếp các hộp thức ăn lên xe ngựa. Cả nhóm của Tần Hoàn bước ra sân, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Ngụy Trường Phúc Ân cần tiễn nhóm Tần Hoàn ra khỏi cổng viện. Nhưng vừa bước ra, họ đã thấy vài thôn dân cầm quốc đi nhanh về phía họ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tần Sương theo bản năng lùi về phía sau Tần Hoàn, hoảng hốt nói, bọn họ lại đến nữa. Tần Hoàn cũng bị hành động của Tần Sương làm giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra mấy thôn dân đó không đi về phía mình. Ngụy Trường Phúc thấy vậy cũng thở phào, không sao đâu, không liên quan đến Tần cô nương. Đang nói, nhóm thôn dân ấy lại rẽ vào con đường lớn, tiến đến một căn nhà đối diện. Khi đi, họ vừa nói chuyện vội vã, Tần Hoàn có thể mơ hồ nghe thấy lý do họ bàn luận. Lại là người lạ từ nơi khác. Không phải đâu, nghe nói là một kẻ điên đầu óc không tỉnh táo. Hừ, cứ bắt lại trước rồi tính, không chừng chuyện trước đây cũng do hắn làm." Tần Hoàn khẽ nhíu mày, rồi quay sang nhìn Chu Hoài, "Chu quản gia." Chu Hoài cũng đã nghe thấy những lời của nhóm thôn dân, nhưng còn do dự vì chuyện này vốn không liên quan đến họ. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt nghiêm trọng của Tần Hoàn, cuối cùng Chu Hoài nói, "Được, tiểu nhân sẽ đưa hai vị tiểu thư qua đó xem thử." tần hoàn khẽ đáp ừ rồi lập tức hướng về phía mà nhóm thôn dân đã đi qua chưa kịp bước được hai mươi bước nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào vang lên liền nhíu mày và men theo lối nhỏ bên cạnh một căn nhà để đi tới vừa rẽ qua góc tần hoàn đã chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn phía sau căn nhà là một đống cỏ khô và lúc này hơn mười thôn dân cầm cuốc và liềm đang vây quanh một người mặc quần áo rách dưới người đó chỉ khoác một chiếc áo đơn Dính đầy bùn đất không nhận ra màu sắc ban đầu, tóc tai bù sủ dối bời, khiến khuôn mặt gần như không thể nhìn rõ. Đối diện với ánh mắt hung dữ của những thôn dân, người đó một tay trông đỡ trên đống cỏ khô, tay kia cầm một cây gậy gỗ vung loạn xả, trong cổ họng phát ra những tiếng mắng chửi dữ dội, quả thật giống như một kẻ điên. Kẻ điên thì có gì mà xem, đi thôi. Tần Sương chạy theo phía sau, thấy đúng là một kẻ điên thì lập tức mất hứng. Cô kéo tay Tần Hoàn, nhưng Tần Hoàn không động đẩy, giọng nặng nề nói, ngươi không thấy hắn trông rất quen sao? Tần Sương thoáng ngẩn người, rồi quay sang nhìn kẻ điên đó, nghiêng đầu quan sát một lúc. Đột nhiên, cô mở to mắt, người này, người này có vẻ giống người bệnh mà chúng ta thấy ở Bách Thảo Viên hôm trước. Nghe vậy, Phục Linh cũng bước lên, nói, tiểu thư, quả thật rất giống. Tần Hoàn gật đầu, Mặc dù hôm đó trời tối đen như mực nên khó thấy rõ mặt, nhưng hình dáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện hôm ấy đã in sâu trong trí nhớ của họ. Kẻ điên cũng có nhiều loại, nhưng người đứng bên đống cỏ khô kia rõ ràng chính là kẻ ở Bách Thảo Viên đêm đó. Không biết kẻ điên từ đâu chạy tới, nằm ngủ trên đống cỏ khô này suýt nữa làm mẹ ta sợ chết khiếp. Chắc chắn là từ ngoài chạy vào, trước tiên cứ choi hắn lại xem có làm chuyện gì xấu không. Nếu không thì đuổi đi còn nếu có, chúng ta sẽ xử theo quy củ của thôn. Ngụy Trường Phúc cũng đi cùng nhóm Tần Hoàn đến nơi, nghe vậy liền nói, theo quy định của thôn Tam Nguyên, người ngoài mà trộm đồ bị bắt sẽ bị đánh gãy tay chân. Tần Hoàn cau mày, cảm nhận được không khí không lành từ phía thôn dân. Đúng lúc đó, kẻ điên bất ngờ vung gậy gỗ mạnh hơn, khiến mười mấy người vây quanh đều lưỡng lự không dám tiến lên khi thấy hắn vung gậy nhanh đến vậy. Tần Sương nói, Tôn Công Tử chẳng phải đã nói những người bệnh ở Bách Thảo Viên đều được đưa về nhà rồi sao? Người này có phải, có phải từ Thôn Xích Thủy không? Ngụy Trường Quầy, Thôn Xích Thủy ở đâu? Ngụy Trường Phúc vội đáp, Thôn Xích Thủy ở phía nam núi Thần Nữ, cách đây ngược hướng. Tần Sương ngạc nhiên nói, có khi nào sau khi về nhà, hắn lại tự mình chạy ra ngoài không? Không đúng, Tần Hoàn ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, quay sang nhìn Chu Hoài chu quản gia, ngươi nhìn kỹ xem cách hắn vung gậy gỗ, dường như không phải là vô tổ chức. Tần Hoàn không biết võ công nhưng từng xem qua nhiều người luyện võ, nên mới nói vậy. chu Hoài liền chú ý kỹ, quả nhiên nhận ra kẻ điên đó vung gậy kín kẽ, khiến đám thôn dân quanh hắn không dám xông lên. Cửu tiểu thư, ngài nói đúng, hắn đúng là biết chút võ công. Chỉ là không hiểu vì sao bị ép đến tình cảnh thảm thương thế này mà không thể hiện rõ khả năng của mình. Chu hoài nghi hoặc nói. Có lẽ vì hắn điên thật, Tần Sương nói ngay. Tần Hoàn lắc đầu, không phải, ta thấy bước chân hắn trao đảo, hơi thở cũng không đều, dù vung gậy nhanh nhưng không có chiêu thức linh hoạt. Có vẻ như cơ thể quá yếu, các người nhìn ánh mắt hắn. Kẻ điên với mái tóc rối tung che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng qua những khe hở của tóc. Tần Sương nhìn chăm chú vài giây, rồi thì thầm, hắn trông có vẻ đang rất đau đớn. Kẻ điên cau mày, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, mang theo nét đau đớn, như thể hắn đang chìm trong nỗi đau khôn tả. Tần Hoàn nhíu mày, quay sang Chu Hoài, "Chu quản gia, có cách nào cứu hắn không?" Chu Hoài ngập ngừng, "Cử tiểu thư." Tần Hoàn ngắt lời Chu Hoài, dáng vẻ của hắn rất lạ, "Ta muốn kiểm tra kỹ hơn. Nếu thật sự chỉ là kẻ điên gây rối, ta tuyệt đối sẽ không can dự nhưng nếu không phải e rằng chuyện này có liên quan đến ngũ tỷ chu hoài trong lòng dao động ánh mắt chuyển sang đám đông hắn nhận ra người vừa nói liền tiến lại gần vị huynh đài này chu hoài chắp tay rút ra từ tay áo năm lượng bạc vị huynh đài người này có vẻ giống một bệnh nhân mà chúng ta từng gặp chủ nhân của chúng ta có quen biết với người chữa trị cho hắn xin hãy nể mặt cho chúng ta đưa người này đi tránh để các vị phải tốn công sức nếu có thương tích xảy ra, cũng không tốt cho các vị. Ban đầu họ muốn bắt kẻ điên này để dạy cho hắn một bài học, nhưng với số bạc mà Chu Hoài đưa, chẳng khác nào họ không cần làm gì mà vẫn kiếm được món hơi. Người đàn ông vừa nói chuyện liền nhanh chóng quyết định, nhận lấy bạc, mang đi thì mang đi, nhưng đừng để hắn gây rối nữa. Nếu không, chúng ta sẽ bắt lại, còn nữa, chúng ta không giúp các ngươi bắt hắn đâu, tự mà lo liều hắn ra hiệu cho những người khác. Các thôn dân vừa cười vừa chiêu chọc, rồi cùng nhau rời đi, để lại kẻ điên cho nhóm của Tần Hoàn. Trong chốc lát, chỉ còn lại kẻ điên và nhóm Tần Hoàn bên cạnh đống cỏ khô. Khi thấy mọi người rời đi, kẻ điên đập cây gậy gỗ xuống đất với một tiếng ầm, rồi như thể mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn xuyên qua mớ tóc rối, nhìn nhóm Tần Hoàn với ánh mắt đầy cảnh giác hơn trước tần hoàn tiến bước về phía kẻ điên phục linh liền nói ngay tiểu thư cẩn thận chu hoài cũng có chút lo lắng nhưng khi thấy tần hoàn từng bước chậm rãi tiến lên hắn hiểu rằng nàng đã tính toán kỹ ngươi còn nhớ chúng ta không giọng tần hoàn nhẹ nhàng chậm rãi khi chỉ còn cách kẻ điên bốn năm bước nàng dừng lại thấy hắn ngã ngồi trên mặt đất liền từ từ ngồi xuống đêm đó ở bách thảo viên ngươi đã làm chúng ta sợ hãi đôi mắt của kẻ điên lóe lên một chút rồi cúi xuống thấy vậy tần hoàn càng chắc chắn mình không nhận nhầm người người không cần sợ mấy ngày trước chúng ta có ở nhờ tại bách thảo viên là bạn của tôn thần y tôn thần y đã không đưa các ngươi trở về sao sao ngươi lại đến nơi này bệnh của ngươi chưa khỏi à tần hoàn chậm rãi đặt câu hỏi nhưng kẻ điên chỉ cúi đầu không đáp lại chu hoài và tần sương tiến lên vài bước kẻ điên lập tức ngẩng đầu nhìn họ ánh mắt sắc bén khi tần hoàn tiến lại gần trong khoảnh khắc nàng thấy trong mắt kẻ điên lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ ánh mắt ấy mang khí thế bức người trong lòng tần hoàn thoáng dao động biết võ công và sở hữu ánh mắt sắc bén như vậy liệu có thể là một thôn dân ở nơi hẻo lánh này thật sao nghĩ đến đây tần hoàn bắt đầu quan sát kỹ quần áo và giày của hắn quần áo của hắn lấm lem bùn đất không biết đã đi qua bao xa, đôi giày cũng dính đầy bùn lầy. Đôi mắt tần hoàn hơi nheo lại, nàng bất ngờ hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Tay kẻ điên đang trống trên đất bất ngờ xiết lại thành năm đấm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tần hoàn. Ánh mắt ấy khiến tần hoàn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chu Hoài phía sau nhận thấy điều bất thường, định bước lên ngăn tần hoàn lại, nhưng nàng giơ tay ngăn cản, Chu quản gia, không cần lo lắng lời nói của nàng mang theo chút vi nghiêm khiến Chu Hoài sững người, kẻ điên cũng khẽ co mắt lại. Dù ánh mắt ấy làm người khác sợ hãi, nhưng Tần Hoàn vẫn là Tần Hoàn, nàng không vì thế mà biến sắc. Nàng vẫn chậm rãi nhìn kẻ điên, dù quần áo của ngươi có dơ bẩn, chúng là lụa hổ châu tốt nhất, giày của ngươi còn thiêu chỉ bạc. Ngươi không phải là thôn dân xích thủy hà, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao đồng thúc nói ngươi là người bệnh ở Bách Thảo Viên? giọng tần hoàn hạ thấp ánh mắt chứa đựng sự quan tâm đến lúc này nàng chỉ có thể tin vào đôi mắt của mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn hắn đã có ý định chạy trốn sau đó họ tận mắt chứng kiến hắn bị bắt trở lại khi đó những gì đồng thúc nói họ đều tin nhưng đến giờ phút này tần hoàn gần như chắc chắn rằng đồng thúc đã lừa họ người đừng sợ người có phải bị bệnh nặng không ngươi có phải bị người nhà đưa đến bách thảo viên hay là ngươi bị tôn thần y giam giữ tần hoàn thử hỏi nhưng với hai câu hỏi đầu người trước mặt không phản ứng khi nàng nhắc đến hai chữ cầm tù ánh mắt nam nhân thoáng lóe lên trong lòng tần hoàn căng thẳng tại sao họ lại giam ngươi vậy ngươi không được họ đưa đi mà tự chạy trốn ra ngoài kẻ điên nhìn tần hoàn lần này ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì lạnh lẽo như mặt nước im lìm Tần Hoàn hít một hơi thật sâu, chúng ta quen một vị sư đệ của tôn thần y, chúng ta chỉ đến Bách Thảo Viên để ở nhờ thôi, không hề biết bên trong lại có chuyện giam giữ người. Nếu người gặp khó khăn gì, hãy nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể giúp ngươi. Tần Hoàn nói, ánh mắt lướt từ đầu đến chân hắn một lượt. Nếu không phải do bệnh nặng, thì tại sao hắn lại yếu ớt đến mức này? Tâm trí Tần Hoàn xoay chuyển, người bị hạ độc sao? đừng lo, ta biết y thuật. Tần Hoàn nói, rồi chậm rãi tiến một bước, trong lòng vừa vội vàng vừa đầy nghi hoặc, trong đầu nàng rối bời, ánh mắt quan tâm không thể giấu nổi. Nam nhân nhìn nàng với đôi mắt trong sáng, thông minh, không tỏ ra phản kháng. Tần Hoàn bước đến gần, đặt món tay lên cổ tay hắn. thấy khoảng cách giữa Tần Hoàn và kẻ điên ngày càng gần, Chu Hoài như ngừng thở, phục linh căng thẳng không yên ngay cả tần sương cũng có phần lo lắng không kiềm được lên tiếng này cẩn thận hắn làm bị thương tần hoàn vẫn không động đẩy dường như đang tập trung bắt mạch nàng ngước mắt lên chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của nam nhân vừa nhìn vào ánh mắt đó tim tần hoàn chợt lạnh không phải không có lý do mà nàng luôn cảm thấy ánh mắt nam nhân này có phần lạnh lẽo ngoài tính cách của hắn tần hoàn ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt hắn trông như băng dường như ẩn chứa một tảng băng xuyên thấu. Lúc này, hắn nhìn nàng với vẻ lạnh nhạt và xa cách. Dù Tần Hoàn thể hiện thiện ý rõ ràng, hắn vẫn không lay chuyển. Chương 244. Chu Hoài ngập ngừng, "Thế tử, e là để tiểu nhân xử lý thì tốt hơn." Tần Diễm cười lạnh lùng, "Nàng dám làm vậy, tức là đã quyết ý. Nếu ngươi tìm thấy nàng mà nàng không chịu trở về, ngươi định tính sao?" còn nếu nàng dùng cái chết để ép buộc thì sao chu hoài ngập ngừng thế tử có lẽ để tiểu nhân làm thì tốt hơn tần diễm cười lạnh lùng nàng dám làm như vậy chắc hẳn đã quyết tâm rồi nếu ngươi tìm thấy mà nàng không chịu trở về ngươi định tính sao đây nếu nàng dùng cái chết để ép buộc thì sao chu hoài dù sao cũng chỉ là hạ nhân nghe vậy liền do dự tần diễm lại cười lạnh một lần nữa ta sẽ đi ta thực muốn xem nàng có thể vì viên ngọc bạch đó làm đến mức nào. Chu Hoài thở dài, biết rằng không thể không tìm kiếm Tần Tương, trong khi bên này Tần Hoàn và Tần Sương cũng cần được chăm sóc chu đáo. Chu Hoài gật đầu, nếu vậy, thế tử mang theo vài người, đi nhanh rồi về nhanh. Tần Diễm gật đầu, nhanh chóng chọn ra năm sáu thị vệ rồi dẫn họ đi đường vòng trở về. Trong xe ngựa, Tần Hoàn và Tần Sương thấy Tần Diễm rời đi thì đều tỏ vẻ khó hiểu. Đợi Chu Hoài đến giải thích nhỏ giọng thì cả hai mới hay biết. Tần Sương lập tức tức giận nói, không ngờ nàng lại dám làm đến bước này. Lần này về đến kinh thành, ta muốn xem nàng giải thích thế nào với Đại bá phụ và Đại bá mẫu. Thật sự là mất hết mặt mũi của chúng ta ở Tam phòng. Tần Sương giận dữ cũng giống như Tần Diễm, còn Tần Hoàn thì nhíu mày. Hoàn toàn không đồng tình với việc Tần Tương làm như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn có chút bất ngờ khi thấy Tần Tương dám một mình rời khỏi Bách Thảo Viên, hướng về phía đông. Đối với một tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong viện và được người hầu hạ, điều này quả là cần rất nhiều dũng khí. Suốt dọc đường, Tần Sương vừa mắng Tần Tương vừa càng lúc càng lo lắng. Dù xe ngựa đi không nhanh, nhưng vẫn vượt qua người đi bộ, còn Tần Diễm cưỡi ngựa phi như gió tuy vậy sau hơn hai canh giờ họ vẫn không thấy bóng dáng tần tương trên đường lớn cũng không thấy tần diễm đuổi theo từ phía sau tần sương mím môi nói nàng một mình có thể đi xa đến đâu chứ ngày thường trong sân đi vài vòng đã kêu mệt huống hồ là bây giờ có thể nàng đã mượn ngựa hoặc xe từ thiếu chủ nhà bạch hoặc có lẽ nàng đã gặp chuyện gì rồi không biết có phải nàng ra khỏi nhà lúc nửa đêm không nếu bị bọn thôn hán bắt đi thì phải làm sao đây Tần Sương càng nghĩ càng lo lắng, con Tần Hoàn cũng bắt đầu sốt ruột, không kiềm được mà vén màn lên, gọi lớn, Chu quản gia. Nghe tiếng gọi, Chu Hoài tiến lại gần xe ngựa, Tần Hoàn liền nói, chúng ta vẫn chưa thấy nàng đâu cả. Có thể nàng đã trốn ở đâu đó, hoặc đã mượn xe hay ngựa, hoặc nàng gặp chuyện bất chắc. Chu quản gia, nếu có thể, hãy thử hỏi thăm những nhà ven đường, xem có ai thấy nàng đi qua con đường này không. Nếu không, chúng ta phải quay lại tìm tiếp, phòng trường hợp nàng đã gặp nạn. Chu Hoài cũng thấy tình hình có điều kỳ lạ, nghe vậy liền đáp, được, chúng ta hãy đến thôn Tam Nguyên. Tần Hoàn không có ấn tượng tốt về thôn Tam Nguyên, nhưng hôm nay họ chỉ cần đi ngang qua, có thể tạm dừng lại trong thôn. Nàng nhìn quanh rồi nói, vậy hãy đến phúc khách điếm hỏi thử xem. Chu Hoài biết rõ dân thôn Tam Nguyên rất bài ngoại, nhưng cũng gật đầu đồng ý ngay. Hôm trước, khi tuyết rơi dày, họ đã mất gần nửa ngày để đến Bách Thảo Viên. Hôm nay tuyết đã tan bớt nên hành trình nhanh hơn. Sau khi bàn bạc, họ tiếp tục đi thêm nửa canh giờ và đến thôn Tam Nguyên. Đoàn người đông đúc tiến vào thôn, quả nhiên, vừa bước vào đã gặp ánh mắt không mấy thân thiện của dân làng. Thậm chí có người còn nhận ra họ, nhớ lại chuyện hôm Tôn Hạo Nguyệt đến đây. Dù nhìn với ánh mắt đầy ác ý nhưng họ không làm gì, chỉ lặng lặng đi qua đoàn xe tiếp tục tiến đến và dừng trước phúc khách điếm nhân tiện hỏi han sự việc hai vị tiểu thư cũng nên ăn chút gì đó lát nữa còn phải lên đường chu hoài vừa nói xong phục linh cùng những người khác mang bữa điểm tâm do bà lâm chuẩn bị xuống khi họ vừa bước vào sân ngụy trường phúc từ trong phòng đi ra và kêu lên ô nhị vị tần cô nương đến đây thấy thời tiết này ta đã đoán các cô muốn lên phía bắc không ngờ ta đoán đúng thật nhưng sao chỉ có hai vị? Thế tử và Ngũ tiểu thư có việc bận. Chu Hoài bước tới giải thích rồi cùng Ngụy Trường Phúc trò chuyện và bước vào nội đường. Ngụy Trường Phúc nhiệt tình nói, dù không có rượu ngon hay đồ ăn thịnh soạn, trà nóng thì vẫn phải có. Vừa nói, ông vừa ra hiệu mang trà lên. Trời lạnh thế này, có trà nóng thật là tuyệt, lần trước cũng không có chuyện gì lạ ở chỗ Ngụy Trường Phúc, nên Tần Hoàn và Tần Sương ngồi xuống trong nội đường còn phục linh và mọi người mở hộp đồ ăn coi như một bữa cơm trưa trong lúc đó chu hoài đã hỏi thăm xong ngụy trường phúc lắc đầu và nói không có ai cả con đường này hiện tại vắng vẻ lắm ta còn mong có người qua lại để dễ hỏi thăm chu hoài hỏi một cách mơ hồ nhưng ngụy trường phúc không để tâm lắm đột nhiên ông nhìn thấy tần sương đang thưởng thức một bát trà tô mùi thơm đặc biệt của nó khiến ông lập tức sáng mắt tần cô nương Bát trà tô này là ai làm vậy? Chu Hoài trong lòng sốt ruột, nhưng vì có mặt Ngụy Trường Phúc nên không tiện nói chuyện với Tần Hoàn và Tần Sương. Nghe ông hỏi, Tần Sương đáp, là từ bên Tôn thần y gửi đến, có chuyện gì sao? Ngụy Trường Phúc hít một hơi rồi gật gù, trà tô này thơm thật. Tần Sương nghe vậy cười, định khen tay nghề của bà Lâm thì chợt nghe Ngụy Trường Phúc nói, mùi vị này làm ta nhớ đến một cô đầu bếp nhỏ ở thôn là con gái nhà họ trương ở đầu thôn phía đông nhà họ trương đã làm trà tô gia truyền từ đời trước hương vị giống y như bát mà cô nương đang ăn ta từng mua ăn thử đôi mắt tần sương ánh lên sự tò mò thật vậy sao còn có người làm giống y như vậy để bán ư nhà nàng ở đâu ta muốn đến mua mang về nghe vậy ngụy trường phúc thở dài giờ thì không mua được nữa rồi cô gái nhà họ trương đã mất vài tháng trước Tần Sương nghe xong lưng liền lạnh toát, sao cơ? Nàng ấy đã chết? Chết như thế nào? Ngụy Trường Phúc thở dài, như ta đã nói trước đó, khoảng nửa năm trước trong thôn liên tiếp có vài người chết, trong đó có cô gái nhà họ Trương. Nghề làm trà tô gia truyền trong nhà họ được truyền từ cha nàng, rồi cha nàng truyền lại cho nàng. Cha nàng đã mất vì bệnh từ nhiều năm trước, nay nàng cũng đã đi, nhà họ Trương không còn ai làm trà tô nữa. Tần Sương Miệng còn vương mùi trà Tô thơm ngát, thở dài, thật là đáng tiếc. Không biết nàng ấy đã mắc phải bệnh gì. Ngụy Trường Phúc nghe vậy ho khẽ, chuyện này có nhiều lời đồn, ta cũng không chắc đó là bệnh gì. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được nghe mùi vị trà Tô nhà nàng nữa, không ngờ Tôn thần y bên đó lại làm được. Chắc cũng là một người rất giỏi nghề. Tần Sương lắc đầu, cũng không hẳn là vậy nàng không nói ra rằng bà Lâm trước nay chưa từng làm trà tô. Ngụy Trường Phúc cười lắc đầu, tần cô nương đừng coi thường món điểm tâm này. Nó là đặc sản nổi tiếng ở vùng mây mù sơn và ven bờ nhạn giang. Nhiều người làm nhưng hiếm ai đạt được hương vị như nhà họ trương. Ngay khi người thấy mùi trà tô cô nương đang ăn, ta nhận ra ngay, thật sự giống y như của nhà họ trương. Để đạt được trình độ như vậy, không hề dễ dàng. Nghe Ngụy Phúc nói, Tần Sương không khỏi kinh ngạc. Bà Lâm chẳng lẽ lại tình cờ làm được món trà tô nổi tiếng như tuyệt phẩm của vùng Mây Mù Sơn? Tần Sương chỉ mày kinh ngạc mà không để ý Tần Hoàn đang nhíu mày. Tần Hoàn suy nghĩ, nhưng chưa có cơ hội hỏi kỹ về loại bệnh ở thôn Tam Nguyên. Có vẻ như ngay cả Tôn Mộ Khanh cũng không biết. Ánh mắt nàng lướt nhanh, hỏi, "Vậy Tôn thần y sau đó có cứu được những người đó không?" Ngụy Trường Phúc gật đầu rồi lại lắc đầu không hẳn là vậy không phải tất cả đều được cứu sống một số người bệnh nặng vẫn qua đời nhưng khi thấy có người sống sót mọi người cuối cùng hiểu rằng đó không phải do quỷ thần hay dịch bệnh gì cả tần hoàn khẽ mím môi vậy nửa năm trước khi vài người chết thật sự không ai biết nguyên nhân sao ngụy trường phúc lộ vẻ cười gượng chuyện này tuy rằng tôi đã sống ở đây nhiều năm nhưng vì buôn bán phát đạt nên bị người trong làng ghen ghét sau này khi có chuyện xảy ra mọi người trong thôn ngại tôi là người ngoài thường xuyên tiếp xúc với khách từ xa nên tôi cũng lười tiếp xúc với họ thật ra những chuyện trong thôn tôi không rõ ràng lắm ngụy trường phúc vốn là người ngoài đến đây làm buôn bán và từ khi có nhiều du khách qua lại công việc kinh doanh khách điếm của ông ta rất phát đạt dân thôn tam nguyên với tính cách khép kín và ít khai hóa không hài lòng khi thấy người ngoài kiếm lời Đến khi trong thôn xảy ra chuyện, việc Ngụy Trường Phúc tiếp tục chứa chấp người ngoài khiến ông bị coi là đồng lõa. Tần Hoàn vẫn nhớ rõ lần đó khi thôn trưởng đến, dân làng đều tỏ thái độ không thiện cảm. Người tò mò chuyện này làm gì? Tần Sương vừa ăn trà tô vừa hỏi Tần Hoàn. Tần Hoàn lắc đầu, lòng càng thêm nặng trĩu với những nghi vấn. Ánh mắt nàng chuyển sang Chu Hoài, người cũng mang vẻ mặt đầy lo âu. Chu quản gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chu Hòa vạch cao mày, từ Bách Thảo Viên, ngoài lối ra mà Tần Diễm đã đi, chỉ còn thôn Tam Nguyên này là con đường chính dẫn tới Quan Âm Trấn rồi đi Viên Châu Thành. Trong thôn chỉ có con đường chính này, nếu muốn đi vòng ngoài thôn thì chỉ có những lối mòn hoang dã mà xe ngựa không thể qua được. Chu Hòa không tin Tần Tương dám đi một mình qua đó. Chỉ e rằng, nàng không đi theo con đường này. Thấy Tần Hoàn và Chu Hoài trao đổi, Ngụy Trường Phúc hiểu ý liền cầm ấm trà rơi vào phía trong quầy. Chu Hồi vội thì thầm, có thể nàng đã đi theo thế tử, hoặc đang trốn ở đâu đó, hoặc đã gặp chuyện gì rồi. Ông dừng lại một chút, rồi hỏi, cử tiểu thư thấy sao? So với Tần Sương đang ung dung dùng trà tô, Tần Hoàn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chu Hoài do dự, rồi tiếp tục hỏi ý kiến Tần Hoàn. Tần Hoàn nheo mắt, tam ca nhanh gấp ba lần chúng ta, nhưng vẫn chưa đuổi kịp có lẽ chỗ hắn cũng không tìm thấy nàng ta đoán rằng ngũ tỷ có thể đang ở đâu đó phía sau chúng ta ánh mắt chu hoài trầm xuống không biết nên làm gì tiếp theo tần diễm đã rời đi một hướng khác nếu hắn thay đổi kế hoạch đột ngột thì hai nhóm sẽ không thể gặp nhau nhưng nếu hắn không đổi mà tần diễm thay đổi cả hai đội sẽ bị lạc hướng tần hoàn nhìn sắc mặt chu hoài và biết ông đang rất do dự trong khi đó Tần Sương đã ăn xong trà tô, thấy Tần Hoàn vẫn ngồi yên, liền nói, chúng ta còn phải lên đường, tốt nhất nên ăn chút gì đi. Tần Hoàn lắc đầu, lúc này nàng không có tâm trí nào để ăn. Ngụy Trường Phúc vừa rót đầy một ấm trà mới bước ra, theo sau là một tiểu nhị mang hai đĩa mứt. Ông nói, ở đây thật không có gì đặc biệt, mấy ngày nữa ta cũng định đóng cửa về quê đón năm mới, năm sau chắc sẽ không mở lại sớm nửa năm qua mệt mỏi quá rồi tiểu nhị vừa đặt đĩa mất xuống và định rời đi thì ngụy trương phúc bỗng nói khoan đã lý tài người biết chuyện cô gái nhà họ trương chết như thế nào phải không kể lại xem nào lý tài người mà tần hoàn từng gặp qua trong khách điếm là một kẻ thật thà nghe vậy hắn có chút lúng túng tiểu nhân lúc đó tiểu nhân đang ở trong cửa hàng không tận mắt thấy nhưng nhưng sau này nghe người ta nói cô gái nhà họ Trương chết ở vườn trà, lúc chết cả người đầy máu, hai mắt mờ trừng trừng. Thấy Tần Hoàn và mọi người nhíu mày, Lý Tài vội vàng nói, những lời đó đều là nghe lại, không ai thấy tận mắt. Cách kể thì có nhiều, không cái nào chắc chắn. Có người nói cô gái nhà họ Trương bị người ngoài thôn hại chết, có người bảo vườn trà nhà Trương xây trên mộ nên bị quỷ ám. Cũng có người nói vào ngày lễ có yêu quái trong núi chuyên ăn tim người xuất hiện, rồi lại có người bảo là ôn dịch. Tần hoàn cao mày, người vừa nói gì? Lý Tài rõ ràng sợ nói sai trước mặt các quý nhân, nên cứ kể hết những gì nghe được. Nghe Tần Hoàn hỏi lại, hắn giật mình, vội nói, người ta bảo là ôn dịch. Tần Hoàn đứng bật dậy, không, câu trước đó. Lý Tài đảo mắt, người ta nói vào ngày lễ, trong núi có yêu quái chuyên ăn tim người xuất hiện. Tần Hoàn nhíu mày, yêu quái thì cứ gọi là yêu quái, tại sao lại nói là yêu quái ăn tim người? Lý Tài co rụt cổ, vì người nhà họ Trương nói rằng lúc chết, cô gái ấy bị thương ở ngực, máu chảy rất nhiều. Ánh mắt Tần Hoàn thay đổi, Lý Tài lại tiếp, nhưng... Nhưng chuyện này ngày càng trở nên ẩm ý, thôn trường cấm mọi người tung tin đồn. Có người đến hỏi nhà họ Trương, nhưng họ không chịu nói gì. Sau đó, lời đồn về ôn dịch và quỷ quái ngày càng lan rộng. Tần Hoàn mím môi, dù nhiều tin đồn thiêu dệt, câu chuyện về yêu quái ăn tim người vẫn đáng chú ý nhất, vì chính người nhà họ Trương đã nhắc đến. Nhưng trên đời làm gì có yêu quái ăn tim người chứ? Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tần Hoàn, Lý Tài không dám nói thêm, chỉ liếc nhìn Ngụy Trường Phúc. Thấy ông gật đầu, Lý Tài mới lặng lẽ rời đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn